Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 4, chương trình có những nội dung chính sau đây. Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị và Sa Văn Nước Hệt Lào thực hiện tốt mô hình tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Trạm y tế xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong gặp khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đêm nhạc để gió cuốn đi tại thành phố Đông Hà tưởng nhớ 14 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong phần tin thế giới, đám tàu đánh cá ở Nga, hàng chục người chết và mất tích. Sáng nay, Giám đốc chương trình toàn cầu của Oxfam, bà Aletta Van der Goo đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về hoạt động dự án dân chấm điểm M-Score. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự án dân chấm điểm M-Score đã được khởi động tại huyện Vĩnh Linh từ tháng 12 năm 2014 nhằm khảo sát ý kiến của người dân qua điện thoại, qua đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ công tại cơ sở. Tính đến nay, văn phòng một cửa huyện Vĩnh Linh có gần 1.000 lượt người có hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có gần 400 lượt người đã được khảo sát đánh giá qua điện thoại. Nhiều ý kiến của người dân đánh giá dự án dân chấm điểm M-Score là công cụ bổ ích và thuận tiện, đảm bảo bí mật thông tin và khách quan. Bên cạnh đó, những kiến nghị phản hồi của người dân đã được huyện Vĩnh Linh tiếp thu như cần bố trí đủ cán bộ công chức tại văn phòng một cửa để tiếp đón, hướng dẫn người đến giao dịch, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết các dịch vụ, cải thiện phương tiện và cơ sở vật chất cho văn phòng một cửa. Sau khi đi tìm hiểu, bà Aletta Van der Goor, giám đốc chương trình toàn cầu của Oxfam đánh giá tốt kết quả hoạt động bước đầu của dự án dân chấm điểm M-Score tại Vĩnh Linh. Trong thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu và tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp năm 2015 với Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị. Trong năm qua, công tác phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách trong công nhân viên chức lao động. Thông qua hoạt động ký kết, cũng đã tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, giải quyết việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm. Năm 2015, Sở Lao động Thương binh Xã hội với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện phối hợp 13 nội dung quan trọng liên quan đến công tác ký kết hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương, vấn đề nhà ở, chính sách cho lao động nữ, kiểm tra giám sát về chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết khiếu nại có liên quan đến quan hệ lao động. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên 3 lĩnh vực là giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, lĩnh vực dạy nghề và lĩnh vực giảm nghèo. Bản ký kết cũng đã nêu mục tiêu cụ thể, đó là dạy nghề cho khoảng 2.000 đoàn viên thanh niên, 70-80% hộ nghèo thanh niên làm chủ hộ được nhận đỡ đầu có địa chỉ, giảm từ 500-700 hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ. Sở Y tế phối hợp với tổ chức Handicap International vừa tổ chức hội thảo chuẩn bị nhân rộng mô hình về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Quảng Trị. Dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được triển khai tại Quảng Trị từ tháng 9 năm 2014 trong vòng 3 năm từ 2014 đến 2016 với số tiền khoảng 9 tỷ đồng. Dự án sẽ hỗ trợ cho thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh trong việc chăm sóc tiền thai, sàng lọc sơ sinh, khám và phát hiện sớm khuyết tật sau sinh, các hoạt động về truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm từ các địa phương đã triển khai thành công dự án là tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình chăm sóc phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh ở trẻ, kinh nghiệm nhân rộng mô hình đến các địa bàn nông thôn miền núi, vùng dân tộc ít người nhằm hướng đến mục tiêu phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh của thai nhi, giảm tỷ lệ trẻ đẻ ra bị khuyết tật bẩm sinh, góp phần sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, nâng cao chất lượng dân số, thế hệ tương lai và cải thiện giống nòi.
Trong những năm gần đây, hoạt động tuần tra song phương giữa đồn biên phòng Thuận thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và đồn biên phòng tỉnh Sa Văn Đức Hệt Lào được diễn ra thường xuyên. Chính nhờ vậy, hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, bảo vệ đường biên cột mốc trên tinh thần hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tuyến biên giới quốc gia thuộc địa phận đồn biên phòng Thuận quản lý bảo vệ phụ trách giáp với tỉnh Sa Văn Đức Hệt Lào. Phần lớn là trên sông Sepol, dài 14,5 km, chiều sâu 5 km, phụ trách địa bàn hai xã nội biên và ba bản ngoài biên đối diện. Đoạn biên giới giáp sông Sepol, nhân dân hai bên có nhiều mối quan hệ gắn bó lâu đời. Tuy nhiên, đây cũng là những nguyên nhân khách quan làm nảy sinh cả hoạt động vi phạm quy chế biên giới, như vượt biên sang khai thác rừng trái phép, chăn thả gia súc, xâm kênh hay buôn lậu. Chính vì vậy, đồn đã thường xuyên thiết lập chế độ gặp gỡ, hội đàm giữa lực lượng hai bên nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới và phối hợp song phương tuần tra bảo vệ biên giới. Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên triển khai kế hoạch tuần tra song phương cùng đồn 613, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, kiểm tra cột mốc, đường biên giới cột mốc vẫn nguyên vẹn, các vấn đề mới nảy sinh, nhằm kịp thời phát hiện những hoạt động vi phạm quy chế biên giới, phối hợp bảo vệ đường biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới hai tỉnh. Cho đến nay, việc áp dụng mô hình tuần tra song phương với lực lượng bộ đội biên phòng Lào đã có những hiệu quả rõ rệt. Phát hiện nhiều vụ việc phát sinh trên khu vực biên giới đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác tuần tra song phương cũng đã góp phần kiểm tra tuyến biên giới, an ninh trật tự khu vực biên giới, vị trí tọa độ mốc, độ cao, chất liệu mốc, loại mốc, tình trạng mốc, tổ chức phát quang, làm vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc, giới thiệu hướng đi của đường biên giới theo nghị định thư phân giới cắm mốc. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc trong những lúc có vụ việc đột xuất xảy ra, chúng tôi đã chủ động trao đổi tình hình với nhau, cùng nhau bàn bạc phương pháp và thống nhất cái biện pháp xử lý với mục đích cuối cùng để nhằm bảo vệ cái tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào hòa bình, hữu nghị. Việc thực hiện nghiêm quy chế tuần tra song phương theo hình thức luân phiên mỗi tháng một lần giúp cho hai bên thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời giúp nhau đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo. Qua công tác này, hai bên đã tuyên truyền để nhân dân trong khu vực thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, gần một năm nay, cán bộ nhân viên trạm y tế xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong chỉ làm việc trong hai căn phòng nhỏ, chật chội, không có nơi khám và điều trị riêng biệt, nên công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biển bãi ngang nơi đây gặp không ít khó khăn. Như mọi ngày, hôm nay trạm y tế xã Triệu Lăng đón không ít bệnh nhân tới khám, điều trị. Toàn bộ việc khám, điều trị, sinh hoạt chuyên môn của trạm đều diễn ra trong căn phòng nhỏ này, nơi mà trước đây được trạm dùng để làm phòng tiêm vaccine và phòng tuyên truyền. Mà đặc biệt là những bệnh nhân mà có bệnh truyền nhiễm nữa thì vào đây thì như thế rất là dễ lây lan cho cả là như thế những người làm nghề y tế và cho cả cái bệnh nhân xung quanh. Theo cán bộ trạm y tế thì trạm y tế trước đây đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão rất dễ bị ảnh hưởng. Từ tháng 6 năm 2014, sau khi nghe có chủ trương đầu tư xây dựng trạm y tế mới, phòng y tế của huyện đã cho người về đập toàn bộ giải phòng dùng để khám, điều trị và cấp phát thuốc cho nhân dân. Làm hạn chế cái chuyên môn, phải là không có cái phòng ốc để mà để làm việc giống như là có siêu âm. Hai nữa cái phòng sinh đẻ thì không có phòng thì là bắt buộc là phòng trạm phải chuyển viện. Trung bình mỗi ngày có gần 50 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm y tế xã, trong đó có gần 70% là bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm y tế. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương và trạm y tế đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhưng chỉ là tạm thời. Khi mà cái trạm y tế mà đã bị đập thì về địa phương chúng tôi cũng bố trí cho trạm là điều tất cả các cái khu vực khám và chữa bệnh của bệnh nhân sang một cái hội trường của ủy ban xã dân để cho bà con là cái khám và chữa bệnh. Xã Triệu Lăng cách bệnh viện huyện gần 20 km là trở ngại lớn nhất nếu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
Vậy nhưng, dù muốn hay không thì hơn một nửa diện tích trạm y tế của xã Triều Lăng đã bị phá bỏ, không có nơi làm việc, không đủ giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân thì việc chuyển tuyến cũng là điều tất yếu. Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị tổ chức Hội thi Thể thao học đường năm học 2014-2015. Hội thi Thể thao học đường là hoạt động nâng cao chất lượng môn học giáo dục thể chất trong mỗi đơn vị trường học, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh và góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm nay diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại 6 địa điểm thi đấu với 1.700 vận động viên trên đài ở 9 bộ môn với tổng số 330 bộ huy chương. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, mỗi vận động viên nỗ lực sẽ mang đến hội thi những thành tích thể thao cao nhất. Đến với hội thi lần này, cháu sẽ thi môn cầu lông. Thời gian qua cháu đã tập luyện rất là chăm chỉ để hôm nay cháu có thể giành được giải cao nhất. Các vận động viên đội tuyển tham dự hội thi năm nay đã được tuyển chọn qua các đơn vị cấp trường, cấp huyện. Đây là hội thi được đặt nhiều mục tiêu mà ngành giáo dục Quảng Trị nỗ lực chỉ đạo thực hiện. Qua cái hội thi này thì Sở Đào tạo sẽ lựa chọn những đồng viên xuất sắc nhất, xứng đáng để tôn vinh, trao huy chương để động viên các em và là những cái hạt nhân trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao học đường. Và đồng thời cũng là qua hội thi này để tuyển chọn những đồng viên xuất sắc nhất để tham gia cái hội khỏe phổ động toàn quốc năm 2016 tại Thanh Hóa và Nghệ An. Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá là những môn thể thao có thể mạnh đối với học sinh Quảng Trị nói chung và cũng là thể mạnh tại hội thi thể thao học đường năm nay. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đội tuyển đã sôi nổi nhập cuộc thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Tối qua ngày 1 tháng 4, tròn 14 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng với những người yêu nhạc trên cả nước, người yêu nhạc Trịnh tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đêm nhạc để gió cuốn đi, tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài hoa này. Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thu hút những người yêu nhạc Trịnh mọi lứa tuổi. Không gian mộc mạc, gần gũi, hòa quyện cùng những thanh âm trong trẻo đã làm sống lại trong lòng khán giả Quảng Trị những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ họ Trịnh như Hà Trắng, Bốn Mùa Thay Lá, Như Cánh Vạc Bay, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Những bài hát của Trịnh Công Sơn vang lên âm hưởng về tình yêu cuộc sống, về thân phận con người. Nghe nhạc Trịnh để thấm đẫm hơn triết lý cuộc đời, để biết yêu người và yêu đời. Tôi đã từng tham gia rất nhiều chương trình Trịnh Công Sơn. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, một ngày mà tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa. Tôi rất hài lòng với một không gian như thế này, với những người bạn, những người đến đây với tấm lòng, họ đến với nhau. Đêm nhạc thu hút sự tham gia của gần 300 khán giả là những người yêu nhạc Trịnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ca sĩ cũng chính là những khán giả, những người yêu nhạc đã đến với nhau bằng những giai điệu cung bậc gia diết, trữ tình và đầy sâu lắng. Cũng mong ước rằng sau khi mà tổ chức được đêm nhạc này thành công, thì tương lai hướng tới chúng tôi sẽ mong muốn tổ chức những đêm nhạc như của Văn Cao, Đoàn Chuẩn Tư Linh, Văn Phùng và những dòng nhạc đẹp của Việt Nam. Trong không gian ẩm cúng của đêm nhạc để gió cuốn đi, những dòng ca nhớ Trịnh cất lên da diết. Cho đến nay, những tác phẩm âm nhạc của ông vẫn thu hút khán giả Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ngày mùng 1 tháng 4 hàng năm trở thành sự kiện cho những người yêu mến nhạc Trịnh gặp gỡ cùng cất dòng hát tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa của dân tộc. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Đông Hà vừa bắt đối tượng Nguyễn Phong Tiến sinh năm 1977, trú tại khu phố 3, phường 4 thành phố Đông Hà về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 21 tháng 3 năm 2015, trong lúc ngồi xem bóng chuyền tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị,
Nguyễn Phong Tiến phát hiện trên dãy ghế gần mình ngồi có nhiều túi sách nên đã thực hiện hành vi trộm cắp hai ví da của chị Nguyễn Thị Lan Phương, trú tại huyện Triệu Phong và chị Nguyễn Thị Mì, trú tại thành phố Đông Hà. Bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động hiệu Samsung. Sau đó, đối tượng này đã bán chiếc điện thoại di động cho một người phụ nữ không rõ lai lịch ở trước cửa hàng FPT Shop. Tổng giá trị số tài sản nói trên khoảng 7 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Đông Hà đã tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Tiến và tiến hành bắt giữ đối tượng. Được biết, đối tượng Tiến từng có 7 tiền án trộm cắp tài sản. Chương trình xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết tại một phiên họp đặc biệt ở Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay lên án mạnh mẽ nhóm Hồi giáo Boko Haram vì giết hại và bắt cóc dân thường ở Nigeria. Động thái này đã đáp ứng yêu cầu từ Nigeria và các nước láng giềng. Boko Haram bắt cóc hơn 200 cô gái từ một trường học ở cả quốc gia Tây Phi vào tháng 4 năm ngoái. Các chiến binh đã tiếp tục giết hại và bắt cóc thường dân ở nhiều khu vực khác của đất nước và ở khu vực biên giới. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Al-Hussein nói rằng Boko Haram đã giết chết ít nhất 15.000 người và tấn công hơn 300 trường học từ năm 2009. Ông cho biết, bạo lực cấu thành một mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với sự phát triển, hòa bình và an ninh trong khu vực. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thông qua cho thấy sự thống nhất của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chống lại cả mối đe dọa. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI mới đây xác nhận Zulkifli Bin Hir, một trong số các phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở Philippines hồi tháng 1 vừa qua. FBI cho biết có thể xác nhận cái chết của Bin Hir một phần thông qua các kết quả xét nghiệm ADN từ ngón tay mà giới chức Philippines lấy được từ hiện trường vụ đột kích tiêu diệt đối tượng này. 44 cảnh sát đặc nhiệm Philippines đã thiệt mạng khi họ đụng độ với các phiến quân Hồi giáo cũng trong cuộc đột kích hồi tháng 1, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 3 năm qua. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao thưởng $5 triệu để truy bắt Bin Hir, một thành viên người Malaysia của nhóm phiến quân Jemaah Islamiyah có liên hệ với Al-Qaeda và đứng đằng sau rất nhiều vụ đánh bom ở Philippines. Tính đến chiều nay, ít nhất 54 người chết và 15 người mất tích trong vụ đám tàu đánh cá Viễn Đông ở bán đảo Kamchatka của Nga vào đêm qua mùng 1 tháng 4. Theo truyền thông Nga, trên tàu Viễn Đông có 132 người, trong đó có 63 thủy thủ đoàn được cứu sống. Hiện 26 tàu thuyền các loài khác nhau đang tiếp tục tìm kiếm 15 thủy thủ đoàn mất tích. Có giả thuyết cho rằng những người này đang kẹt trong cả khoang tàu đã chìm dưới mặt nước. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến tàu bị chìm là do đã đâm phải tảng băng trôi và bị thủng, nhưng tàu không phản tín hiệu cấp cứu. Hầu hết những người trên tàu bị chìm có quốc tịch Nga. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã cử máy bay trực thăng Mi-8 để chuyển những nạn nhân bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất điều trị và mở đường dây nóng nhằm giúp đỡ những người gặp nạn. Nhà chức trách Nga cũng đã khởi tố hình sự đối với vụ đám tàu trên. Hôm qua, mùng 1 tháng 4 theo giờ địa phương, sau quá trình 2 năm điều tra, Thượng nghị sĩ Robert Menendez, thành viên cao cấp của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về 14 tội danh, trong đó có 8 tội danh tham nhũng. Theo đó, ông Menendez bị cáo buộc đã sử dụng quyền lực của mình để làm lời cho một bác sĩ có tên là Salomon Mengen, là bạn thân và nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ của Thượng nghị sĩ New Jersey. Tuy nhiên, trả lời báo chí, nghị sĩ Menendez đã phản đối cả cáo buộc chống lại ông, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa ông và bác sĩ Mengen là quan hệ bạn bè. Hiện ông Menendez tạm thời rời khỏi vị trí của mình tại Thượng viện. Chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.